định ca sữa cho các chú mà bây giờ các chú kêu quá, thương quá, thương quá, thương thương thương, thương thương thương, cai sữa, bây giờ mà thả ra cái lại ú tí, mà lớn quá rồi không cai sữa thì làm thế nào? Ôi, ôi, thả dưới ra một tí vậy. Nào, thả ra một tí nào. Thả ra một tí. Úi dồi ôi. Đấy, lại chạy ra ngay. Đấy, 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 đấy. Úi. Hôm nay là mùng 9 tháng 7 anh. 9 tháng 7 năm 2016 và đang cai sữa cho các chú mèo. Như chú kêu quá thì thả ra một tí, mà các chú lớn quá rồi, lớn gần bằng mẹ rồi. Tu đi tu đi. Ôi, rồi anh Sang. Đấy, mèo mẹ đã không cho bú vì các chú lớn quá rồi. Thôi, vâng, cho vào, vào. Ôi, ôi, ôi. Ra ngoài, ra ngoài.